Ở nhà nha, hôm nay thì kênh Tai TV xin tiếp tục chia sẻ đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm một cái thông tin, đó chính là tới phút thứ 35 thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta được hưởng một quả phạt đền, và trên chấm phạt đền thì đội trưởng Huỳnh Như mang áo số 9 của chúng ta đã dứt điểm rất là quyết đoán, hạ gục được thủ môn bên phía Nepal, và hiện tại bây giờ thì chúng ta đang còn dẫn Nepal với tỷ số là 2-0 trong 35 phút đầu tiên mà thôi. Đây là một cái thông tin cực kỳ vui nha cả nhà. Thật sự là chúng ta đã dự đoán trước cái trận đấu là một trận đấu dễ dàng cho Việt Nam, vì cái khoảng cách trình độ chuyên môn giữa hai đội cũng như là trên bảng xếp hạng FIFA nó quá xa, cho nên là chúng ta rất là dễ dàng áp đặt thế trận từ đầu. Bàn thắng đầu tiên là bàn thắng do công của Hải Yến, được ghi ở phút thứ 11 do công của Hải Yến là bật cao đánh đầu hiểm hóc từ một cái đường tạt bóng bên cánh trái làm tung lưới Nepal, đưa đội tuyển nữ Việt Nam lên dẫn trước. Sau đó thì ở phút thứ 20 thì vẫn là Hải Yến thoát xuống dứt điểm tinh tế qua đầu thủ môn Nepal, nhưng lại chạm sàn ngang từ chối bàn thắng của đội tuyển Việt Nam. Sau đó thì tới phút thứ 35 thì đội tuyển Việt Nam được hưởng một quả phạt đền, thì Huỳnh Như là cái người không mắc sai lầm nào và có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Việt Nam. Và hy vọng rằng trong thời gian sắp tới thì chúng ta sẽ có thêm những cái bàn thắng nữa. Cái hy vọng của Thai TV từ đầu trận là Huỳnh Như sẽ ghi bàn, và Huỳnh Như đã ghi bàn, và hy vọng rằng là nếu như mà bàn thắng sau thì bàn thắng không phải là bàn thắng trên trong phạt đền, mà chính là một cái bàn thắng mà Huỳnh Như sẽ có một cái pha bóng ghi bàn từ ở ngoài, chứ không phải là một cái pha bóng trên chấm phạt đền nữa nha. Và bây giờ xin kết thúc video tại đây, để mà xem tiếp cái trận đấu này có cái diễn biến gì thì Thai TV sẽ gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn nha. Xin chào.